chào mọi người, lại là mình đây. Thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục là một video gói hàng của mọi người đó nha. Và mở đầu đơn hàng của bạn có tên là Nga Ngân, thì bạn đặt ở trên Shopee nha. Đây là phần sticker và phần bao bì mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn Ngân nha. Bạn Ngân mua một em tinh cá, và cuối cùng là một em mèo ngủ ha. Đó, những em mèo siêu chậm tăng lắm mấy bạn. Bạn nào mà thích những cái em mà tiêu chí chậm tăng nè, rẻ nè, to nè, thì mua những cái em này nha. Giá mình nghĩ là giá phải chăng rồi, mà cái chất lượng nó thì quá là ok luôn nha mọi người. Ok, như mình bỏ vô luôn nè. Rồi, cảm ơn bạn đồng hộ shop mình nha. Đơn hàng của bạn có tên là Trang Phạm, thì bạn mua trên TikTok nha. Ở đây là phần bao bì, phần logo kẹt và sticker mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn Trang. Bạn Trang mua một mèo tím, một mèo ngủ, một bạch tuộc. Những cái em này mọi người nó rất là mềm luôn, nên là đôi khi vận chuyển nó sẽ có bị cắn nha mọi người. Một tinh cá nữa nè. Cái này của bạn đã xong, cái bạn mua shop. Bạn này thì mua ở trên TikTok shop nhé. Rồi, các bạn ủng hộ mình nha. Tiếp theo là đơn hàng của bạn có tên là Bích Tiên nha. Đây là phần bao bì và sticker mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn Tiên. Bạn Tiên mua một em búp bê có lỗi nhẹ nha. Em nào có lỗi thì mình ghi có lỗi nha. Một bánh mì nè, có lỗi nhưng mà mình vẫn kèm bao bì đầy đủ cho mọi người luôn á. Không biết bán có lời được bao nhiêu không á. Đã giảm giá rồi, còn tặng bao bì nữa. Rồi, cảm ơn bạn đã ủng hộ shop mình nha. Này của bạn có một cái tên nhận đơn hàng là quỷ cái nha. Rồi, đây là bao bì và sticker mình tặng kèm nha. Bạn mua một bánh kẹp, một bánh waffle. Bánh này thì không có chậm tăng đâu nha mọi người, nói trước luôn. Một em cupcake. Rồi, đơn hàng của bạn đã xong. Cảm ơn bạn đã ủng hộ shop mình nha. Này mua trên Shopee nha. Hàng của bạn có tên là Trịnh Thị Thơ nha. Đây là bao bì và phần gift mình tặng kèm. Bạn này cũng mua trên TikTok luôn. Bạn có mua một em mèo ngủ, một em ma, một em bạch tuộc, và cuối cùng là một cái bánh ốc nha. Bánh ốc kèm một cái hộp. Okay, cuối cùng thì bạn có chọn mua đó chính là một bánh mì 12 xăng nha. Cái này là trong live stream là được rất là nhiều bạn thích luôn á. Rồi, cảm ơn bạn đồng hộ shop mình nha. Tiếp theo là đơn hàng của bạn có tên là Nhung Lê nha. Đây là phần bao bì mình đặt kèm cho đơn hàng của mẹ. Mẹ mua một em gấu hồng, một em kỳ lân ú nè. Bạn này nhăn tay lắm luôn á mọi người. Có một em nhớ thì bạn ấy đặt á, một em bạch tuộc, và cuối cùng là một em dâu sao chung nha. Em này bự nha mọi người. Rồi, cảm ơn bạn đồng hộ shop mình nha. Các bạn đồng hộ mình nha. Tiếp theo là đơn hàng của bạn có tên là Yến Vi nha. Đây là phần bao bì và một chút sticker mình tặng kèm. Bạn có mua một em bánh mì 12 xăng. Rồi, cảm ơn bạn đồng hộ shop nha. Bạn này mua trên TikTok luôn. Tiếp theo là bưu phẩm của bạn có tên là Chân Lê nha. Đây là bao bì và sticker mình tặng kèm. Bạn Chân Lê mua một em tinh cá, một em ngựa và một em hổ có khuyết điểm nha. Để mình sắp xếp lại. Không bạn đồng hộ shop mình nha. Tiếp theo là đơn hàng của bạn có tên là Quần Ăn nha. Đây là bao bì mình tặng kèm. Thì mình thấy bạn Quần Ăn không biết là bạn ấy có đặt nhận hàng hay không á các bạn. Tại vì bạn đặt hai đơn khác nhau mà hai đơn đều có địa chỉ khác nhau luôn đó. Nên là mình mong là bạn ấy sẽ nhận nha. Đó, bạn ấy mua những mẫu như thế này. Kim chi bi, donut, tim, bánh đề co, cáo, pancake,
một trái tim kèm hộp, một bánh hot dog, một donut sáu xăng, một em vịt, một donut thù có khuyết điểm. Ủa sao được có hai cái đơn khác ở đây ta? À đúng rồi, bạn ấy cái đơn hàng của bạn kia hết á, thì bạn ấy đổi thành bạn ấy kêu là mình là lấy món gì cũng được. Đơn hàng của bạn chim 150.000 tặng cho bạn một cái khi luôn ha. Bạn này thì mua ở trên Shopee nha mọi người. Cái hộp này gói rất là mất thời gian luôn, là mình sẽ gói một vài đường thôi ha. Ok, cuối cùng là đơn hàng của bạn có tên là Nhân nha. Rồi bạn này đặt trên shop thì bạn đặt sỉ 30 sushi, thì mình sỉ thì mình không có lời bao nhiêu, mình tặng cho bạn gift và một chút sticker nha. Rồi 30 em của bạn ngẫu nhiên 1 2. À mình nói luôn là sỉ á là đã có giá sỉ đồ nên là đôi khi là sẽ có từ 1 đến 4 em là nó có bị khuyết điểm chút xíu nha, nó không có bị biến dạng đâu mọi người, nó kiểu bị chóc sơn này kia thôi ấy. Rồi 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 nha. Rồi đủ 30 cái của bạn luôn ha. Bạn này một TikTok nha. Rồi gói vô luôn ha. Cái hộp mình nó rất là mất thời gian luôn. Ok, và video của mình đã kết thúc rồi. Mọi người thích video này hãy cho mình một like và một đăng ký ủng hộ nha. Nếu mà mọi người muốn mua hàng á thì kéo xuống phần bình luận và phần mô tả thì mình có thể link Shopee dưới đấy á. Đó, và bạn cũng có thể mua ở trên Shopee hoặc là TikTok đều được nha. Đều được quay video hết nha mọi người. Ok, bye bye mọi người.